nhớ em không? Người người biết đây là cái gì không? Sợ em cũng không biết cái này là cái gì luôn, nhưng mà em được một người bạn tặng cái này. Thì em nghe nói cái này nó đang rất là hot luôn mà. Cũng khao khát ăn lắm rồi, tôi khát ăn từ lâu rồi đó mình biết á. Cái này nghe nói là cái gì mà lẩu tự xôi hàng nội địa Trung á mọi người. Thì cái này mà biết order thì cũng có, nhưng mà em không order được. Bạn em tặng cho em thì hôm nay em quyết tâm là em sẽ ăn thử để cho tất cả mọi người cùng tham khảo, cũng như là con bạn em nó thò cái lòng mà nó đang tặng quà cho em. Đây gì vậy ta, nó ghi một loạt chữ Trung luôn, mình biết cái chữ gì vậy đó mọi người, mà nó có cái hướng dẫn sử dụng. Bây giờ mình lấy ra thử đi, mình lấy ra trước đi. Bây giờ trong này nó có cái bịch thơm rất là thơm. Còn cái này là chắc là mì này mọi người, bún gì đó, chỉ có hai bịch thôi. Còn phía dưới này là có cái thì mình biết chắc là cái này là tương ớt á. Đây là gì ông? À đúng rồi, cái này là cái bịch để làm cho cái nhiệt độ của cái này sôi lên đó. Cái này là mình khi mình để vô mình chế nước vô là nó sẽ bắt đầu làm cho cái hộp này sôi lên đó mọi người. Bây giờ mình sẽ rồi bây giờ mình sẽ xé cái bịch này ra. À đúng là con gái. Trời ơi cái gì đâu này, nó thơm. À, cái này là rong biển nè. Cái gì ta, không biết là cái gì luôn á, rong biển. Chịu thua. Đủ các loại cái gì đó lung tung. Bỏ tất cái bịch này vô luôn. Như cái này là miếng á. Đúng rồi, cả miếng. Rất khó lấy ra luôn á. Cái này mình được một người bạn của mình tặng, kêu là ngon lắm. Nó đi du lịch về xong nó tặng kêu là mình ăn đi cho biết. Thì cũng lâu lắm rồi nhưng mà mình cũng không tính, quên mất luôn á. Xong nó nhắc mình ăn rồi nó kêu là ăn rồi cho nó biết cảm nhận. Hồi xưa em cũng thấy mọi người ăn trên YouTube á. Em kêu là trời ơi tôi ước cho tôi ăn thử cho tôi biết. Đó, theo như cái cách hướng dẫn của trên cái bao bì của nó là đổ hết tất cả mọi thứ vô và cho thêm một tí nước vô nữa cho nó ngập hết. Không biết cái giai đoạn nào không mọi người. Mọi người ơi, ngập hết rồi nè. Rồi được rồi, thôi được rồi, chắc vậy là được rồi đó. Bỏ xuống dưới cho nó tan ra. Mình không quên. Quên giai đoạn quan trọng nữa. Mình sẽ bỏ cái bịch làm nước sôi nè vô trong đây. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước vô trong cái phần này. Nhưng mà theo như em coi trên mạng này, phần này phần vi diệu nhất nè. Điều kỳ diệu đã xảy ra chưa? Sao không thấy gì hết vậy? Không, mình trồng lên đi. Mình đại lại đi. Mình đợi thử có chuyện gì xảy ra không? Chẹt lại nha. Sao không có động tĩnh gì hết vậy mọi người? Đã có feel không vậy? Mình làm theo đúng hướng dẫn của xoay rồi. Thành công rồi, thành công rồi. Mọi người nghe tiếng không? Zoom lại gần nè. Hình như nó đang bốc hơi lên á. Cái giai đoạn mà quan trọng nhất đã tới rồi nè. Mọi người thấy khói nó bốc lên không? Bốc lên rất là nghi ngục luôn ạ. Giờ mình gỡ ra thử như thế nào nha. Không khí đang rất là lạnh. Mình mở cái lẩu ra. Wow, sao thấy nó không sụp sụp lên. Nhưng mà đang rất là nóng luôn á.
chua nữa đó. Cảm nhận đầu tiên của em khi mà mở cái lẩu này ra, nó thơm cái mùi lẩu tứ xuyên á mọi người. Mọi người cái ăn cái lẩu tứ xuyên á, nó y như cái mùi đó luôn, nó nồng, nó cay lắm, nó nồng lên nó tới mũi luôn. Bây giờ em sẽ cảm nhận thử nó chín chưa nha. Và trong này nó có cái gì ta, bánh, cái này là bánh miếng á, rồi rong biển, rồi ngó sen, củ sen chứ, rồi củ này là củ gì củ cải ngọt hay sao á. Bây giờ em nếm thử một vị nó như thế nào. Nó hơi hơi nhạt một tí so với em, hay là do em đổ nhiều nước á, nó hơi nhạt và cái vị của nó khá là giống với lại mì mì ăn liền ở Việt Nam. Cái vị của nó, cái vị nước nước lèo này này đó. Bây giờ em xin phép mọi người em ăn một miếng thử nha, bỏ đầy đủ luôn, rong biển luôn, miếng lên luôn. À có nấm mèo nữa mọi người, cái này có nấm mèo nữa đó, cho một miếng củ gì đó, rồi một ít nước lên. Đây em sẽ ăn thử cái này thử nha, em sợ nóng quá à. Miếng này là gì rồi, này là măng, măng đó mọi người. Đúng quá. Ừ, nó còn nóng không à. Đúng rồi, nó là kê luôn. Ngon. Theo như cảm nhận em chấm điểm món này là 9 điểm. Ngon, nó rất là hợp vị. Đặc biệt là với vị người miền Trung á thì nó thiếu mặn một chút xíu nhưng mà nó cũng đủ vị. Nó rất là giống mì ăn liền ở Việt Nam mình luôn, nên là mình có thể order và ăn rất là ngon á, rất là ngon á. Cái này ông nói là đúng rồi, ở trong miếng xe xe này có còn cái sợi miếng này hả, nó y xì cái bột bánh canh của mình luôn, nó y chang bột bánh canh luôn. Tổng thể thì nhìn chung món đây là khá là ngon và đáng ăn. Nếu mà tính ra là bỏ ra mấy chục ngàn thôi, nhưng mà được một cái lẩu này là một mình ăn nè, một mình ăn ví dụ như bây giờ mình có rau mình bỏ vô nó sôi lên mình ăn tiếp, bỏ mì tôm vô nó sôi mình ăn tiếp. Nhưng mà trời lạnh như thế này là mọi người tự, ai có gấu thì dẫn gấu đi ăn, còn không có gấu ở nhà ăn mình được nha mọi người, không sao á. Lạnh nhưng mà có một cái lẩu như thế này nó sảy. Bạn em nó cho em có miếng, có gói nha mọi người ơi. Chắc là không đủ á, nhưng mà chắc video thì tạm dừng đây. Em chỉ làm cái video nhỏ để giới thiệu cho mọi người cái món lẩu tự xôi mà con bạn em nó cứ thôi thúc em ăn hàng ngày. Và theo như cảm nhận của em á thì cũng khá là mãn nguyện với cái những cái điều mà mình kỳ vọng ở cái món này. Và em sẽ giờ bây giờ thì em sẽ đem cái này vô cho ba mẹ em ăn thử, thương biết một miếng như thế nào. Tại vì ba mẹ của em cũng hay xem YouTube á, mà thấy cái lẩu tự xôi nhưng mà không biết là cái vị nó như thế nào, mà tại sao mọi người ăn lại khen rất là nhiều. Nên là bây giờ em sẽ chia cho ba mẹ em ăn để mọi người ăn một miếng. Còn như ai mà ăn rồi á thì comment dưới coi như cái cảm nhận mọi người như thế nào. Còn nếu mà ai chưa ăn á thì mua về ăn đi, có rất là nhiều loại nha, ăn rất là ngon. Và mọi người á thích em làm những cái video như thế nào á, mọi người comment phía dưới ủng hộ em nha. Còn bây giờ thì bye bye, chào.